Quý cô bác và anh chị kính mến, ngày hôm nay Minh được Tử Vi rất là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị hạnh phúc, bình an, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, tiền bạc đủ đầy, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Kính thưa quý anh chị Giáp Tý thân mến, kênh Minh Đường Tử Vi nguyện chúc cho quý anh chị đang theo dõi video sẽ nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Minh Đường Tử Vi rất lấy làm biết ơn khi được gặp lại quý anh chị Giáp Tý 1984. Hy vọng những thông điệp được truyền tải đến quý anh chị ngay sau đây sẽ phần nào giúp anh chị sống đời bình an, hạnh phúc ngập tràn. Lộ diện tháng phát tài lớn nhất, tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, vận may liên tiếp, thu hái bộn tiền đúng 3 tháng tới. Vâng, thưa quý anh chị, nếu có một người nào đó không tốt với Giáp Tý đừng nên quá bận tâm hay phiền lòng với họ. Trong cuộc sống của Giáp Tý, không ai có nghĩa vụ phải tư xử tốt với bạn, trừ cha mẹ. Còn với những người tốt với Giáp Tý nên trân trọng và biết ơn điều đó. Nhưng Giáp Tý cũng cần phải có chút đề phòng, bởi mỗi người khi làm bất cứ việc gì đều có mục đích riêng của họ. Hãy nhớ, họ tốt với Giáp Tý không đồng nghĩa với việc họ phải quý mến Giáp Tý. Không có ai là không thể thay thế, không có vật gì thuộc hoàn toàn sở hữu của Giáp Tý. Vì thế, nếu sau này người Giáp Tý yêu thương không còn ở bên hay họ không còn là nơi Giáp Tý có thể đặt niềm tin, Giáp Tý cũng đừng bi lụy. Sinh mệnh con người thực sự ngắn ngủi, Giáp Tý đừng để mỗi ngày trôi đi vô ích, người ta tham vọng sống lâu. Nhưng Giáp Tý chỉ cần sống hạnh phúc mỗi ngày, hãy trân trọng và yêu lấy cuộc sống hiện tại của Giáp Tý. Trên đời này không có gì là nhất cả, tình yêu chỉ là cảm giác bất chợt đi qua cuộc đời Giáp Tý, nhưng nó sẽ theo thời gian và lòng người mà thay đổi. Nếu như người đó rời xa Giáp Tý hãy học cách chờ đợi, hãy để thời gian rửa sạch vết thương, để tâm hồn Giáp Tý lắng lại, rồi nỗi đau của Giáp Tý cũng sẽ dần biến mất. Giáp Tý đừng mơ ước một tình yêu hoàn hảo, cũng đừng thổi phồng nỗi đau khi nó không còn. Giáp Tý có thể bắt mình phải giữ chữ tín, nhưng không thể yêu cầu người khác làm thế với mình. Giáp Tý có thể yêu cầu bản thân phải đối đãi tốt với người, nhưng Giáp Tý không thể kỳ vọng người ta sẽ làm ngược lại. Khi Giáp Tý tốt với họ, họ không có nghĩa vụ phải tốt lại với Giáp Tý. Hãy nhớ điều này, nếu không Giáp Tý sẽ luôn gặp ưu phiền trong cuộc sống. Chỉ những ai có duyên phận mới trở thành người thân của nhau, cho dù trong cuộc sống bận rộn, Giáp Tý ít khi gặp mọi người, nhưng Giáp Tý hãy trân trọng từng khoảnh khắc khi còn bên họ, hãy dành cho họ thời gian để yêu thương Giáp Tý hơn. Minh Đường Tử Vi hiểu rằng, Giáp Tý đang phải đối mặt với rất nhiều thử thách, chông gai của cuộc sống khắc nghiệt ngoài kia. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Giáp Tý hãy cứ lạc quan lên một chút, cười nhiều hơn một nụ cười Giáp Tý nhé. Minh Đường Tử Vi không thể can thiệp vào quá khứ của Giáp Tý, nhưng có lẽ tương lai thì có thể. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của anh chị. Anh chị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực, giúp đời, giúp người anh chị nhé. Minh Đường Tử Vi xin cảm ơn thiện tâm của anh chị. Ngay sau đây, không để anh chị Giáp Tý phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết. Xin mời quý anh chị cùng lắng nghe. Giáp Tý thân mến! Sau một thời gian tần mẫn nghiên cứu và tổng hợp từ nhiều nguồn tài liệu tử vi khác nhau, đội ngũ Minh Đường Tử Vi đã làm ra video lộ diện tháng phát tài lớn nhất, tuổi Giáp Tý 1984, vận may liên tiếp, thu hái bộn tiền đúng 3 tháng tới nhằm dự ngôn. Luận giải tổng quan tử vi hàng tháng cho quý bản mệnh Giáp Tý được xa hơn, để bản mệnh Giáp Tý có thể phần nào nắm được vận trình của mình trong những tháng tiếp theo và sống một cuộc sống bình an, mạnh khỏe. Tuy nhiên, luôn có những biến số xảy đến trong cuộc sống của chúng ta, nên có thể những luận giải của Minh Đường Tử Vi sẽ không thật sự đúng với một số người. Vậy nên, Minh Đường Tử Vi hy vọng rằng, dù những dự ngôn,
luận giải trong video này là tốt hay xấu, mong rằng bản mệnh Giáp Tý hoan hỉ đón nhận. Thưa quý anh chị Giáp Tý, theo luận giải mới nhất từ các bậc thầy tử vi học, bước vào khoảng thời gian đúng 3 tháng, tới đó là tháng 3, tháng 4 và tháng 5 âm lịch. Vận trình của bản mệnh Giáp Tý sẽ có cả hung lẫn cát, nhưng hung hay cát ở đây còn phải phụ thuộc vào Giáp Tý tận dụng những lời dự ngôn. Luận giải của Minh Đường Tử Vi như thế nào? Nếu những luận giải của Minh Đường Tử Vi giải ra đại vận thì chẳng sao, nhưng nếu có lỡ luận vào đại nạn, thì bản mệnh Giáp Tý cũng có thể biết trước được thiên cơ để xoay chuyển càn khôn. Dẫu có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì hãy luôn tích cực và lạc quan anh chị nhé. Đầu tiên, xin mời anh chị cùng lắng nghe dự ngôn tổng quan tử vi Giáp Tý tháng 3 âm lịch năm 2024. Luận tử vi tháng 3 âm lịch năm 2024 của bản mệnh Giáp Tý cho thấy tinh thần của bản mệnh trong tháng này cực kỳ quyết liệt, không làm thì thôi. Nếu làm, Giáp Tý sẽ làm đến cùng. Điều này đang thúc giục Giáp Tý nắm bắt vận mệnh của mình và không cho phép những ý kiến trái chiều khiến Giáp Tý chùn bước. Đây là một tháng đầy năng lượng và quyết tâm cho bản mệnh. Giáp Tý sẽ không ngần ngại thực hiện những kế hoạch và mục tiêu của mình. Giáp Tý cũng sẽ có nhiều cơ hội tăng thu nhập và mở rộng mối quan hệ xã hội. Tình hình công việc và tài chính của Giáp Tý tháng này được chính tài chiếu cố, mang đến cho Giáp Tý nhiều may mắn và thuận lợi trong việc kiếm tiền. Giáp Tý có thể gặp được những người giúp đỡ, hợp tác hoặc đầu tư cho công việc của Giáp Tý. Giáp Tý cũng rất chăm chỉ và nỗ lực, không để bất kỳ khó khăn nào cản trở Giáp Tý. Giáp Tý luôn sẵn sàng làm việc và hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Trên phương diện tình cảm và giao tiếp, bản mệnh Giáp Tý tháng này có nguyệt lệnh thai, biểu thị cho sự thoải mái, vui vẻ và hòa đồng trong giao tiếp. Giáp Tý sẽ có nhiều duyên phận tốt, gặp được những người có tâm ý với Giáp Tý. Nếu Giáp Tý đang làm việc tại công sở, Giáp Tý còn biết cách tạo không khí vui nhộn và hài hước cho đồng nghiệp. Giáp Tý cũng rất hiếu học và ham tìm tòi. Giáp Tý nên khai thác điểm mạnh này để học hỏi và áp dụng những kiến thức mới vào công việc và cuộc sống. Với sự xuất hiện của cửu tử ở cung chính Bắc, tháng 3 âm lịch là một thời điểm thuận lợi cho bản mệnh Giáp Tý trong công việc và tài chính. Giáp Tý sẽ thấy mọi việc diễn ra suôn sẻ hơn mong đợi. Những kế hoạch và dự án mà Giáp Tý đã chuẩn bị từ trước đều được triển khai thành công. Điều này sẽ giúp Giáp Tý có được nguồn thu nhập ổn định và tăng cao trong tháng này. Đừng để những lỗi lầm trong quá khứ làm ảnh hưởng đến tinh thần và quyết đoán của Giáp Tý. Giáp Tý có vận may trong các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, nên hãy dũng cảm nắm bắt cơ hội khi có thể. Giáp Tý có thể gặp được những người đồng nghiệp, đối tác hoặc khách hàng tiềm năng, giúp Giáp Tý mở rộng mối quan hệ và tạo ra nhiều lợi ích. Ngoài ra, nếu Giáp Tý có ý định bắt đầu một công việc phụ để tăng thêm thu nhập, thì đây cũng là thời điểm thuận lợi. Giáp Tý có thể khai thác những sở trường, kỹ năng hoặc sở thích của mình để tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ có giá trị. Dù ban đầu có gặp khó khăn, nhưng nếu Giáp Tý kiên trì và cố gắng, Giáp Tý sẽ có được thành quả xứng đáng. Luận tử vi tháng 3 âm lịch năm 2024 của bản mệnh Giáp Tý thấy rằng chính tài sẽ ghé thăm Giáp Tý trong tháng mới. Đây là dấu hiệu của sự may mắn và phát tài, không chỉ về mặt tiền bạc mà còn về mặt cảm xúc. Giáp Tý có thể nhận được những phần quà, tiền thưởng hoặc những điều bất ngờ mang lại niềm vui cho Giáp Tý. Tuy nhiên, Giáp Tý cũng nên cẩn trọng trong việc chi tiêu và quản lý tài chính. Hãy hạn chế những khoản mua sắm không cần thiết hoặc theo cảm tính. Hãy dành tiền vào những việc có ích hơn như tiết kiệm, đầu tư hoặc hỗ trợ người khác. Giáp Tý sẽ thấy rằng, càng biết kiếm tiền và tiết kiệm tiền, Giáp Tý càng có nhiều tiền bạc trong tay. Tháng 3 âm lịch năm 2024 là một tháng đầy sôi nổi và năng động cho bản mệnh Giáp Tý. Giáp Tý sẽ dồn hết tâm trí và sức lực vào công việc yêu thích của mình, không ngừng theo đuổi ước mơ và khát vọng. Giáp Tý có thể cảm thấy rằng, Giáp Tý không cần nghỉ ngơi hay giải trí, chỉ muốn hoàn thành những dự án và mục tiêu quan trọng. Tuy nhiên, Giáp Tý cũng không nên quên rằng, sức khỏe là vốn quý nhất của Giáp Tý. Nếu Giáp Tý làm việc quá sức, Giáp Tý sẽ gặp phải những hậu quả không mong muốn. Giáp Tý có thể bị suy nhược, mất ngủ, đau đầu hay bị các bệnh mãn tính như cao huyết áp, tiểu đường, gan nhiễm mỡ. Vì vậy, Giáp Tý nên chú ý cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi. Hãy dành ra ít nhất 15 phút mỗi giờ để thư giãn, uống nước, đi dạo hay làm những hoạt động nhẹ nhàng. Đừng để cho công việc chiếm hết thời gian của Giáp Tý, khiến Giáp Tý phải từ bỏ những kế hoạch lớn lao khác. Ngoài ra, Giáp Tý cũng nên chăm sóc sức khỏe của mình theo cách khoa học. Tháng 3 âm lịch là tháng có thời tiết thất thường, nhiệt độ thay đổi liên tục, dễ gây ra các bệnh về hô hấp, tiêu hóa, thận. Giáp Tý nên ăn uống đủ chất, uống nhiều nước, ăn nhiều rau quả, tránh ăn đồ chiên, rán, mặn. Giáp Tý cũng nên tập thể dục thường xuyên, ít nhất 30 phút mỗi ngày để kích hoạt sự trao đổi chất của cơ thể, đào thải độc tố qua mồ hôi, nước tiểu.
Một điều quan trọng khác mà Giáp Tý không nên bỏ qua là sức khỏe của những người thân yêu trong gia đình, nhất là những người lớn tuổi. Họ rất dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết và môi trường, họ có thể mắc phải các bệnh nghiêm trọng, cần phải nhập viện điều trị. Giáp Tý nên dành ra thời gian để quan tâm, chăm sóc, động viên họ, đừng để cho công việc làm Giáp Tý quên mất những người luôn yêu thương và ủng hộ Giáp Tý. Vừa rồi là dự ngôn, luận giải tổng quan về Minh Đường Tử Vi tháng 3 âm lịch năm 2024 của bản mệnh Giáp Tý. Vậy bước sang tháng 4 âm lịch, vận trình tài lộc, sức khỏe và công việc của bản mệnh Giáp Tý sẽ có chuyển biến như thế nào? Xin mời quý anh chị Giáp Tý cùng lắng nghe dự ngôn, tổng quan tử vi của mình trong tháng 4 âm lịch năm 2024. Bước sang tháng 4 âm lịch, bản mệnh Giáp Tý sức khỏe ổn định, không có biến động lớn, có chăng chỉ là do tiết lập hạ hỏa vượng. Nhiệt độ tăng cao khiến cơ thể mệt mỏi, uể oải, đôi lúc chán ăn, chăn chọc khó ngủ. May mắn là những triệu chứng khó chịu trên chỉ là tạm thời. Một khi Giáp Tý điều chỉnh lại chế độ làm việc và nghỉ ngơi, ăn uống, sinh hoạt điều độ và luyện tập thể thao hợp lý, mọi chuyện lại đâu vào đó. Áp lực tinh thần là một trong những yếu tố ảnh hưởng mạnh tới sức khỏe, nhất là những ai có bệnh sử tim mạch, cao huyết áp, càng dễ bị xúc động, phải hết sức lưu ý. Hỏa vượng khiến hệ tim mạch gặp trở ngại, nếu tinh thần bí bách, bực bội càng khiến tim chịu áp lực, hãy tranh thủ những ngày nghỉ cuối tuần, kỳ nghỉ lễ đi du lịch với người thân, bạn bè, giảm tải áp lực. Trong tháng 4 âm lịch năm 2024, thứ tài của tuổi Giáp Tý tăng mạnh, nếu mạnh tay đầu tư và quyết đoán mọi chuyện nhanh gọn, tỷ lệ thành công rất cao. Nếu có duyên với các dự án bất động sản và cảm thấy hứng thú, bản mệnh có thể thử sức. Bằng sự nhạy bén và linh hoạt của bản thân, cộng với chút cát khí từ bát bạch đồng cung, cơ hội bỏ thêm nhiều tiền vào túi dành cho Giáp Tý là rất lớn. Tháng 4 này chính tài cũng dần đi vào tình trạng ổn định, thấy rõ cơ hội tăng lương, cuối tháng là thời điểm đề xuất tăng lương hợp lý, khi Giáp Tý đưa ra những con số tổng hợp lại đầy sức thuyết phục. Trường sinh được coi như một thiện tinh, mang tới nguồn sinh khí và sự thịnh vượng, thời điểm có nguyệt lệnh lâm trường sinh là lúc mà tinh thần của người tuổi Giáp Tý phấn chấn, hăng hái và hướng thiện, nhưng chú ý, hãy tập trung cao độ vào công việc chính, đừng quá tham vọng mà ôm đồm nhiều việc cùng lúc, kẻo tham thì thâm. Khi được người khác giúp sức giải quyết khó khăn, xong việc rồi đừng vội phủi tay, Giáp Tý nên dành chút thời gian để bày tỏ sự quan tâm và biết ơn của mình. Nếu cần chi tiền túi để mua quà hay mời họ liên hoan ăn uống, cũng là điều nên làm. Bên cạnh đó, tuổi Giáp Tý đừng quên làm nhiều việc thiện tích phúc đức và hút các khí may mắn cho mình, hãy cứ cởi mở và chân thành cho đi, Giáp Tý sẽ nhận được nhiều hơn như thế. Những ai làm trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán tự do, sẽ có một tháng nhiều may mắn về tài chính, đầu tháng tình hình kinh doanh có vẻ khá trầm. Nhưng từ giữa tháng trở đi, mọi thứ lại rộn ràng, nhận được nhiều đơn đặt hàng liên tiếp, cạnh tranh trong kinh doanh là vấn đề muôn thuở. Không trừ một ai, nhưng thay vì chỉ chăm chăm quay sang oán trách đối thủ đã không cạnh tranh công bằng, Giáp Tý hãy tự mình nghĩ cách để cải thiện sản phẩm của mình, nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh ưu thế về giá cả và cải thiện dịch vụ. Là những điều Giáp Tý nên chú trọng vào thời điểm này, làm được những điều đó, tự bản thân Giáp Tý sẽ càng thêm mạnh, trở thành đối thủ đáng gờm của bất cứ ai. Theo luận giải mới nhất tử vi tháng 4 âm lịch của tuổi Giáp Tý, có thể thấy rằng con giáp này sẽ nhận được rất nhiều sự hậu thuẫn từ vận khí, từ đó giúp công danh sự nghiệp của họ phát triển một cách lý tưởng. Tháng này sẽ là thời điểm để bản mệnh tăng tốc và có thể còn là bứt phá để hoàn thành các mục tiêu của mình. Với sự xuất hiện của lục hợp quý nhân độ mệnh, giúp tuổi Giáp Tý có nhiều sự phù trợ trong tháng, thăng tiến cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ phải đối mặt với nhiều áp lực và cảm giác tất bật khi có rất nhiều việc phải làm. Đây cũng là điều dễ hiểu khi sự nghiệp sẽ là trọng tâm của họ vào lúc này, tháng 4 âm lịch còn có nguyệt lệnh lâm đất lâm quan, chủ về chức vụ. Từ đó tạo ra nhiều cơ hội để tuổi Giáp Tý có thể đẩy mạnh các kế hoạch công việc, biến những ý tưởng trừu tượng thành hành động thực tế. Đây là thời cơ đã chín muồi và đây cũng là lúc họ chủ động theo đuổi mục tiêu, không nên chần chừ thêm nữa. Ngoài ra, tuổi Giáp Tý còn được hưởng lợi từ các phúc tinh cao chiếu như sao Thái Dương và Thiên Ấn, từ đó giúp họ làm việc thuận lợi hơn. Mặc dù vẫn có những áp lực và thách thức xuất hiện, nhưng bằng sự nhạy bén, khả năng xử lý linh hoạt và quý nhân giúp sức, tuổi này vẫn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao đúng tiến độ, từ đó tăng thêm độ uy tín cho chính bản thân và củng cố vị thế hiện tại. Cơ hội thì nhiều, nhưng bên cạnh đó họ cũng sẽ phải bỏ ra nhiều công sức mới nắm bắt được. Tuy nhiên, khi đã tạo được nền tảng vững chắc rồi, chuyện thăng chức không còn khó khăn nữa. Bên cạnh đó, họ cũng được khuyên nên duy trì tốt các mối quan hệ ngoại giao, tăng cường hợp tác để chuẩn bị cho những bước tiến xa hơn vào sau này. Thậm chí,
Họ còn có thể sẽ phải tốn kém không ít tiền bạc để duy trì các mối quan hệ tốt, nhưng điều đó hoàn toàn xứng đáng. Nhìn chung, tháng 4 âm lịch là thời điểm mà tuổi Giáp Tý sẽ phải đối mặt với nhiều cơ hội và thách thức trong sự nghiệp. Tuy nhiên, với sự quyết tâm và nỗ lực, họ hoàn toàn có thể vượt qua mọi khó khăn và tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp của mình. Trong tháng, có Bách Việt đào hoa trợ mệnh, người tuổi Giáp Tý đang có nhiều cơ hội để tìm thấy tình yêu của đời mình. Người độc thân đào hoa khởi vượng, song vượng quá dễ hóa đào hoa giữ, cơ hội có nhưng chưa chắc đã biết cách nắm bắt. Thời điểm này, Giáp Tý có thể sẽ sinh lòng rung động với người khác phái. Nhưng đừng vội vàng ngộ nhận, mà cần cho chính mình thời gian để hiểu được đó là tình cảm chân thành hay chỉ là say nắng trúng gió. Tình yêu chỉ có một, mà thứ na ná tình yêu thì có nhiều lắm. Hãy cho chính mình và tình cảm của mình thời gian để khẳng định rõ ràng. Khi nền móng vững vàng, thì tình yêu sẽ đẹp mà không lo tan vỡ. Người có đôi tình cảm càng ngày càng nồng nàn, gắn kết, có lẽ sắp đón tin vui về chung một nhà, hoặc có tin mừng về con cái. Bản mệnh cần phải thận trọng với các mối quan hệ xã giao, tránh để đối phương không hiểu rõ ranh giới mà gây ra chuyện hiểu lầm, thị phi. Quý anh chị đang theo dõi video, lộ diện tháng phát tài lớn nhất Giáp Tý 1984 vận may liên tiếp, thu hái bộn tiền đúng 3 tháng tới. Anh chị Giáp Tý thân mến, anh chị còn đang lắng nghe không ạ? Minh Đường Tử Vi biết rằng, thời tiết những ngày vừa qua chẳng dễ chịu là mấy. Anh chị có cảm thấy khó chịu trong người không ạ? Anh chị nhớ uống nước đều đặn để đảm bảo cơ thể luôn được cung cấp đủ lượng nước cần thiết cho máu tuần hoàn và lưu thông anh chị nhé. Nếu cuộc sống này có làm cho anh chị cảm thấy mỏi mệt thì hãy nghỉ ngơi một chút, đừng quá gắng sức trong những ngày thời tiết thất thường này. Chỉ cần anh chị còn mạnh khỏe thì Minh Đường Tử Vi tin rằng với sự phấn đấu và nỗ lực của mình, đến một ngày nào đó, anh chị sẽ đạt được những điều mình mong muốn. Và nếu có thời gian, anh chị hãy gửi đến đội ngũ biên tập kênh một chút năng lượng thông qua việc nhấn đăng ký kênh và bình luận bên dưới video. Để Minh Đường Tử Vi biết được anh chị còn đang lắng nghe những dòng tâm sự này, Minh Đường Tử Vi không mong gì hơn, chỉ mong anh chị sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Đó là những lời chân thành từ tận tâm can những người phụng sự Minh Đường Tử Vi suốt chặng đường vừa qua. Cuối cùng sẽ là dự ngôn tổng quan tử vi bản mệnh Giáp Tý trong tháng 5 âm lịch năm 2024. Bước sang tháng 5 âm lịch, sức khỏe và tài lộc là hai vấn đề quan trọng mà người tuổi Giáp Tý quan tâm hàng đầu. Dù đối diện với nhiều áp lực và thách thức, nhưng người tuổi Giáp Tý vẫn giữ được tinh thần lạc quan và vui vẻ. Tuy nhiên, để đảm bảo một tháng 5 âm lịch suôn sẻ và may mắn, họ cần tìm cách giải quyết sớm những vấn đề tồn đọng, tránh để đêm dài lắm mộng, có thể gặp phải sự cố, tai họa bất ngờ. Theo luận giải mới nhất Minh Đường Tử Vi năm 2024, vận trình tài lộc của người tuổi Giáp Tý trong tháng 5 âm lịch có xu hướng suy trước, vượng sau, từ đầu tháng mọi thứ chưa mấy suôn sẻ. Nhưng từ giữa tháng trở đi, tài lộc khởi sắc, cuối tháng thứ tài rất vượng, đầu tư thu lãi lớn, gặp nhiều may mắn về tiền bạc, thậm chí còn có thể trúng vé số. Tuy nhiên, người tuổi Giáp Tý cũng cần lưu ý đến việc quản lý tài chính trong thời gian này với thói quen cần kiệm và tiêu pha đúng việc, đúng mục đích. Họ cần chuẩn bị sẵn khoản dự phòng để ứng phó kịp thời với các khoản tiêu xài phát sinh ngoài dự kiến. Điều này giúp họ tránh được tình trạng thụ động và đảm bảo tài lộc không bị ảnh hưởng tiêu cực. Lâm cung quan đới cho thấy rằng, người tuổi Giáp Tý nắm quyền hành trong tay, như chưa chắc tài lộc đã về đầy túi. Quý tinh này chỉ hỗ trợ đắc lực cho những ai mạnh mẽ và quyết đoán, còn người do dự và để chuyện tình cảm chi phối vào công việc sẽ không đạt được những gì mong muốn. Đây là điều cần lưu ý để người tuổi Giáp Tý có thể tận dụng tối đa vận trình tài lộc tích cực trong tháng 5 âm lịch. Nhằm hỗ trợ người tuổi Giáp Tý hiểu rõ hơn về sự biến động của tài lộc trong tháng, bản mệnh có thể theo dõi tử vi hàng ngày để cập nhật thông tin và lời khuyên chi tiết từ các chuyên gia. Điều này giúp Giáp Tý có cái nhìn tổng quan và quyết định thông minh nhất cho cuộc sống và sự nghiệp của mình. Nhìn chung, việc chăm sóc sức khỏe và quản lý tài lộc là hai yếu tố quan trọng mà người tuổi Giáp Tý cần chú trọng trong tháng 5 âm lịch năm 2024. Bằng sự cẩn trọng, lập kế hoạch hợp lý và quyết đoán trong hành động, họ có thể vượt qua mọi khó khăn và thu về những thành công, may mắn xứng đáng. Xem tử vi tháng 5 âm lịch của 12 con giáp năm 2024, vận khí của tuổi Giáp Tý đang tăng tốc khá nhanh, kéo theo phương diện công danh sự nghiệp cũng đạt được nhiều kết quả đáng mừng. Tam hợp cục xuất hiện kết hợp với các tinh chính quan. Con giáp này đang dần lấy lại tinh thần và xoay chuyển tình thế một cách ngoạn mục theo hướng có lợi cho mình. Các vấn đề trong công việc được xử lý ổn thỏa. Chẳng những vậy, nguyệt lệnh lâm mộc dục còn mở ra nhiều mối nhân duyên tốt đẹp cho con giáp này. Đặc biệt là các mối quan hệ rất rộng mở nên không chỉ tốt cho chuyện tình cảm mà còn rất hữu ích ở cả phương diện sự nghiệp. Theo đó,
Con giáp này dễ gặp quý nhân trợ lực, đồng nghiệp yêu mến, cấp trên tin tưởng, hiệu suất làm việc nâng cao hơn hẳn. Giáp Tý có thể sẽ chinh phục được những nấc thang quan trọng trong thời gian này, mọi nỗ lực sẽ được đền đáp và việc Giáp Tý làm đều được ghi nhận và đánh giá xứng đáng. Nếu đang muốn thực hiện việc gì đó quan trọng thì có thể chọn thời điểm này để tiến hành. Những khó khăn ban đầu do ngũ quỷ hung tinh quấy phá có thể khiến Giáp Tý lung lay ý chí, nhưng cuối cùng vẫn thực hiện được. Tinh thần phấn chấn và hăng hái cũng khiến Giáp Tý sẵn sàng mở lòng với mọi người, luôn biết lắng nghe, chịu khó tích lũy kiến thức, học thêm từ những người đi trước để ngày càng hoàn thiện bản thân. Hơn thế nữa, những chú chuột còn không ngần ngại giúp đỡ mọi người xung quanh khi có thể. Sự nhiệt tình khiến Giáp Tý được nhiều người yêu mến, đồng nghiệp sẵn lòng giúp đỡ lại Giáp Tý khi cần thiết. Nhìn chung, tháng 5 âm lịch có nhiều cơ hội mới mở ra cho con giáp tuổi Giáp Tý. Đây là thời điểm tuyệt vời cho những ai đang ấp ủ những dự án mới thì nay đã có thể bắt tay vào hành động. Cứ vững tin bắt đầu bằng những bước nhỏ nhưng chắc chắn, theo thời gian thì hứa hẹn Giáp Tý sẽ bước lên những nấc thang cao hơn, ngồi ở vị trí vững chãi hơn. Tình duyên của người tuổi Giáp Tý vượng sắc, Giáp Tý xây dựng được những mối quan hệ tốt với mọi người nói chung và với người khác phái nói riêng. Nếu còn độc thân, nữ giới nên chú ý hơn đến bề ngoài của mình. Nếu biết cách trưng diện, làm dáng hợp lý, Giáp Tý có thể dễ dàng thu hút được ánh mắt của người đối diện. Bên cạnh đó, nếu có lòng yêu mến người nào, Giáp Tý cũng có thể là người chủ động bước tới làm quen, không nên ngại ngùng bỏ lỡ những cơ hội tốt. Nam giới dễ thu hút phụ nữ bởi cá tính hào hoa, phong độ của mình, Giáp Tý có thể nhận được nhiều tình cảm của người khác. Tuy nhiên, cần nghiêm túc với chuyện yêu đương, không nên giữ quan hệ mập mờ với nhiều người một lúc hoặc có mới nới cũ, không biết thỏa mãn với thực tại. Với những người đã lập gia đình, Giáp Tý và người ấy ngày một thấu hiểu nhau hơn, hai người cùng nhau xây dựng một mái nhà đầm ấm và hạnh phúc. Giáp Tý và người ấy có thể tìm cách làm mới tình yêu của mình hoặc ôn lại những kỷ niệm đã qua để hâm nóng cảm xúc. Trên đây là những chia sẻ vô cùng tâm huyết về nội dung lộ diện tháng phát tài lớn nhất. Giáp Tý 1984 vận may liên tiếp, thu hái bộn tiền đúng 3 tháng tới từ đội ngũ biên tập kênh. Trong quá trình truyền đạt, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót, nếu có chỗ nào không phải, mong quý anh chị thông cảm. Hoan hỉ đồng hành và góp ý, đội ngũ biên tập kênh sẽ cố gắng ngày một hoàn thiện hơn để giúp ích cho đời và cộng đồng. Quý anh chị Giáp Tý thân mến, như chúng ta đã được biết thì theo luật nhân quả, thành công hay thất bại đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Nếu chúng ta muốn có được nhiều kết quả tốt đẹp thì phải biết gieo nhân thiện ích, giúp người cứu vật. Suy cho cùng, tiền bạc và của cải không làm cho con người ta hạnh phúc nhất. Hạnh phúc nhất chính là gia đình hòa thuận, con cái thuận hòa, tâm an thân khỏe. Trên đời này, kẻ giàu người nghèo đều có nỗi khổ riêng, biết hướng thiện, biết điều chỉnh hành vi, thái độ ắt sẽ có cuộc sống đủ đầy, an yên như mơ ước. Vậy nên, những thông tin trong video chúng tôi mong muốn truyền tải đến quý anh chị chỉ mang tính chất tham khảo, giúp anh chị lấy lại tinh thần và động lực để sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Chúc quý anh chị Giáp Tý nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn, biết ơn và hẹn sớm gặp lại anh chị trong những video tiếp theo.